Lần đầu ăn thử sứa ngâm mắm nhỉ với tôi nha mấy bà. Không biết là có ngon hay không mà tôi thấy là có quá trời nhiều hot tiktoker review luôn. Nào là Hoàng Lam Foodie nè, Việt Phương Tho. Tôi thấy ai cũng khen lấy khen để cái món sứa ngâm mắm nhỉ hết trơn á. Không lẽ là tam tai của sứa tới hả mấy bà? Để tôi ăn thử xem, nếu như mà ngon và chất lượng á thì tôi sẽ chỉ cho mấy bà chỗ mua nha. Đầu tiên á là một phần sứa này á là tôi mua là có giá là 100 cành á. Phần này tôi mua thì có là một bịch sứa. Bịch sứa này á bắt đầu tôi tưởng đâu ít nha, cầm cũng chắc tay lắm, khi mà đổ ra là một tô to của nhà tôi luôn á. Cái tô này là tô bự nhất của nhà tôi thì tầm đựng được cỡ 300 đến 400 gram mấy bà. Nhớ lại là một phần nước mắm nhỉ, bên trong nước mắm nhỉ thì sẽ có ớt xiêm xanh nè, với lại là cà pháo, với lại một phần rau, rau này là rau thơm á, mình đồng nhận được hàng. Tôi tưởng đâu á là người ship hàng ship lộn cho tôi bánh xèo á, tại vì cái rau ăn kèm này nó giống như là cái rau bánh xèo vậy đó. Theo như người bán nói á thì con sứa này là con sứa từ Nha Trang luôn, cho nên nó rất là dày và giòn luôn á mấy bà. Theo như bà bán bà nói với tôi á là để con sứa này nè nó được giòn và là tươi nhất có thể á, người ta sẽ sử dụng là con sứa ngâm mặn chứ không phải là con sứa dạng ăn liền nha mấy bà. Thật sự á đây là lần đầu tiên mà tôi ăn thử con sứa này luôn á, cũng như là lần đầu tiên ăn được cái món này luôn, chứ hồi đó tới giờ cũng chưa từng ăn qua. Mà thiệt sự con sứa này cực kỳ giòn và dày thịt luôn á mấy bà. Miếng nào miếng nấy người ta sắc rất là dày luôn và rất là giòn luôn. Khi mà mình ăn con sứa này vô mình có cảm giác nó mát mát ở cái cổ họng á, nó giòn giòn, còn cái phần cà pháo thì cực kỳ giòn luôn, ngâm với cái phần mắm nhỉ nó ngọt ngọt, nó mặn mặn hòa quyện với cái ớt xiêm xanh nó cay cay nữa, ngâm càng lâu nó càng thấm, nó càng ngon á mấy bà. Thật sự nha, cái chỗ này bán 100.000 một phần á, tôi thấy là nó xứng đáng đồng tiền luôn á. Con sứa này nó cực kỳ tươi luôn, ăn không hề nghe cái mùi tanh xíu nào luôn á mấy bà. Sứa nó ngâm vô nước mắm nhỉ ăn đã ngon rồi, nhưng mà khi mà mình ăn với cái phần cải xanh nha, cái vị đắng đắng cay nồng của cải xanh nó hòa quyện vô cái độ giòn giòn mặn mặn ngọt ngọt nữa, nó ngon lắm mấy bà. Cái món này là tôi mua ở bên kênh TikTok Kim Nguyên quận 6 nha mấy bà. Trời ơi, nói thiệt với mấy bà luôn á là tôi ăn hải sản nè, hào sữa nè, hay là tôm cua hay là trứng đà điểu tôi cũng mua ở bên đây hết trơn.